quyển 18 Phần 12 Lý ẩn lúc này đang tựa người trên ghế salon Hai tay đang vào nhau Tứ già thì ngồi bên cạnh hắn Hiện tại tứ già không thể đưa ra một vài ý tưởng quan trọng nữa Nàng chỉ có thể ngồi một bên lắng nghe ngẫu nhiên nói vào mấy câu Ta biết người muốn nói gì Lý ẩn cắt ngang lời của thầm vũ Vụ giết người kia thực sự không cần phải điều tra Ngày mai đã là 23 rồi Thời gian không còn nhiều lắm Thời gian không còn nhiều Điểm này lý ẩn có thể hiểu rõ hơn ai hết Nhưng vụ án kia Ngay cả cảnh sát cũng không tra được chân tướng Bọn hằng có thể làm gì đây Nếu cho rằng nghiêm lan là hung thủ Như vậy thiên tịch nguyệt Vì cái gì lại đứng ra làm chứng giả cho hắn Chẳng lẽ khi đó Hai người ấy thực sự đã yêu nhau cho dù trực tiếp đi hỏi thì hai người bọn họ cứ chối thì có thể làm gì được chứ. Nhưng nếu như người ta nói, người ta nói là nếu như thôi. Lúc nãy Phong Dục Hiển mở miệng. Nếu hùng thủ thật sự là vợ chồng hai người bọn họ, người biết cây này ý vị như thế nào không, lý ẩn? Sinh lộ có lẽ chính là vạch trần tội ác của bọn hắn à? Ừ, có khả năng này. Thông phủ cũng đồng ý. Nếu như những điều ngươi nói là thật, ta cho rằng nghiêm lan hoàn toàn chính xác là có đầy đủ động cơ giết người. Lý ẩn rất khó tiếp nhận khả năng nghiêm lan chính là hung thủ. Tuy rằng hắn thật sự bị khi dễ, nhưng chỉ vì thế mà giết người sao? Hơn nữa còn là bốn nhân mạng. Hắn rất hiểu thiên tịch nguyệt, cho dù nàng khi đó thích nghiêm lan, nhưng dưới tình huống biết rõ hắn là hung thủ, cũng sẽ không đứng ra làm chứng giả. Bất qua Lý Dận tỉnh táo suy nghĩ, đưa ra được mấy suy luận. Thẳng thắn mà nói, cái chết của bọn người Vương Thiệu Kiệt có khả năng là nghi trận bài bố của huyết tự. Loại tình hình này trước kia cũng đã từng xảy ra trong huyết tự ở U Thủy Thôn. Dù sao, trong tiềm thức của Lý Dẫn sẽ không tin bạn bè của mình lại là một kẻ giết người. Chỉ là, nếu quả thật như thế, đích thật đường sống chính là vạch trần chân tướng vụ án là như thế này sao? Tư già cầm lên một văn bản được bày ra trước mặt nói. Phương Thiệu Kiệt người này dường như cũng không phải là kẻ tốt đẹp gì. Đúng thế. Lê Đốt gật đầu. Phụ thân của hắn là Phương Thành, chủ tịch tập đoàn ăn uống nổi tiếng phòng tập đoàn. Mẫu thân Lô Văn Nhan là bí thư chính phủ hơn nữa thân thích đều là đảm nhận những chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền. Bản thân hắn coi như đây là hậu trường. Xác thật là đắc tội qua không ít người. Về sau có rất nhiều vụ được đưa lên Internet, điểm này thật sự là không cần phải tranh cãi à. Rất nhiều chuyện ta sau khi đọc hồ sơ mới biết. Lý ẩn nâng cầm. Đồng thời những nạn nhân khác, Tiết Long, La Tứ Cường, Trịnh Hoa, ba người đều là vì vương thiệu kiệt ra tay hào phóng mới đi theo làm tài chân cho hắn. Sau đó nhiều người phóng đoán bọn họ cũng bị người khác giết chết để trả thù. Nói đến đây lý Ẩn nuốt từng ngậm nước. Hắn lúc này cũng đã có một vài suy đoán. Lúc ấy vương thiệu kiệt một mực theo đuổi thiên tịch nguyệt mà thiên tịch nguyệt thủy chung luôn luôn cự tuyệt hắn. Dùng tính cách của vương thiệu kiệt hắn chỉ sợ không có khả năng tự bỏ ý đồ. Như vậy những chuyện hắn muốn làm rất khó nói trước. Nói cách khác, hội nghị kéo dài hơn 12 giờ mới tàn họp. Dù sao sắp chấp hành huyết tự, phải báo trì lực lượng, nghỉ ngơi đầy đủ mới có thể ứng phó. Ly ẩn và tử dạ lưu lại trong phòng, hai người yên lặng không nói gì. Hiệu quả của thủy não nguyên rủa vẫn còn. Tư già vuốt vuốt tráng. Khuôn mặt có chút, tiều tụy nói gần đây em không thể giúp anh được chút gì anh hiểu không thể trách được em anh lúc đầu có lẽ đã hơi thiếu cần nhất lý giận an à ủi tốt rồi đi ngủ đi cũng đã trễ rồi ừ trong màn đêm không gian dần lâm vào yên tĩnh tuy còn mấy cửa sổ còn sáng đèn nhưng đa số đều đã đi vào giấc ngủ trên hành lang nhà trọ một thân ảnh hắc ám chậm rãi đi tới. Thân ảnh đó đi lại rất chậm chạp, giống như là một con robot được lên dây cót. Trong hành lang có trang bị hệ thống khống đèn. Nhưng thời điểm thân ảnh kia đi lại là không hề phát ra chút thanh âm nào, vì thế đèn cũng không được bật lên. Đầu thân ảnh kia rút cuộc đi tới cuối hành lang, đứng trước vách tường màu trắng, sau đó nó nâng tay lên. Bàn tay nhẹ nhàng áp lên vách tường trong lúc đó, vách tường màu trắng nhả ra từng đợt sương mù màu đen, rất nhanh hình thành một cái lỗ đen cỡ nắm tay trên vách tường. Lỗ đen đó không ngừng mở rộng ra, cuối cùng một cái đầu người được lôi ra từ trong hắc động. Bông đèn đo cầm lấy đầu người, xoay người đi trở về. Lúc này, chú bánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu rộ lên bóng đèn đó đem khuôn mặt thật của nó chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Người đó chính là ác ma đi ra từ trong nhà kho. Mà cái đầu người kia chính là đầu của Lý Dẫn. Người kia trở về phòng mình. Không, xác thực mà nói, chính là phòng của chủ hộ lúc trước. Giữa phòng có đặt một đống những thân thể người bị chia lìa. Người kia ngồi sớm xuống, đem những bộ phận thân thể bắt đầu tổ hợp lại số cuộc biến thành một thân thể người hoàn chính. Một màn này giống như Frankenstein. Người kia cầm cái đầu lý ẩn, đặt ở trên cổ, sau đó vặn như vặn ốc vít, cuối cùng đem đầu lâu nói kính kẻ với thân thể. Một lý ẩn của tướng bạo giống như đúc người thật đang nằm trên mặt đất. Tiếp theo, lý ẩn này cử động, đứng lên, thân thể hoạt động tự nhiên không khác gì chân thân. Đây tuyệt đối là tình cảnh ác mộng Người này rõ ràng tạo ra được một lý dẫn giả Điểm dài dần Ngày thứ hai Di chân phát hiện bản thân mình ngủ gục trên bàn sách Trước mắt nàng là cuốn sách của Lý Dẫn Lại cầm cuốn sách kia lên Nhìn vào tên tác giả Nàng không khỏi có vô vàng suy nghĩ Ngày hôm qua mới chuyển tới nơi này phòng của nàng ở tầng trệt tiền thuê nhà cũng không có vấn đề gì nghiêm lan đã trả giúp nàng tiền cọc một năm mười lần huyết tự cái này không có khả năng là trùng hợp chẳng lẽ di thiên nói cho lý Ẩn biết chuyện về nhà trọ sao di trần căn bản không nghĩ tới việc lý Ẩn đã tiến vào nhà trọ phản ứng đầu tiên của nàng là cho rằng di thiên nói cho lý Ẩn biết về sự tồn tại của nhà trọ nếu quả thật là thế Lý ẩn có phải cũng biết nàng là một chủ hộ không? Ngươi biết tình cảnh của ta sao, học trưởng? Nghĩ như vậy, nàng liền đem cuốn sách kia ôm vào ngực. Qua một hồi lâu mới buông ra. Hành văn của học trưởng trước sau vẫn tốt như vậy. Nàng vuốt ve bịa cuốn sách có chút thưởng thức. Ừm, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tịch Nguyệt Ngươi nhất định phải hạnh phúc à Di chân tự nhủ Bất kể thế nào Ngươi cũng là người trước đây Di Thiên yêu mến Di chân lúc ấy Đã sớm phát hiện Di Thiên yêu thích tịch nguyệt Chỉ là Nó cũng giống như mình Biết rõ sinh hoạt trong nhà trọ không hề có tương lai Cho dù có người yêu thương Cũng không dám nói ra miệng Ít nhất về Di Thiên Ta sẽ bảo vệ ngươi Di Trần nói đến đây đem cuốn sách thả vào ngăn kéo, sau đó bắt đầu suy tư. Kế tiếp, nên làm gì đây? Nếu nhà trọ đã không hạn định địa điểm, như vậy có thể tránh đến bất kỳ địa phương nào, ví dụ như đến những nơi công cộng có nhiều người qua lại. Tuy không có khả năng né tránh quỷ hồn, nhưng vẫn tốt hơn là một nơi âm trầm. Lúc này, chu điện thoại đột nhiên reo lên. Di chân xem xét, người gọi tới là Thâm Vũ, nàng lập tức nhận cuộc gọi. Alo, bộ tiểu thư Người kết quả nghiên cứu thế nào rồi? Chuyện về nhà kho đó Thanh âm của Thâm vũ có chút chần chừ Ân à, về điểm mấy Di chân nghĩ ngợi Đem phân tích và suy luận của mình nói cho Thâm vũ Người muốn nói Nhà kho chính là một huyết tự chỉ thị Thanh âm Thâm vũ tràn ngập cảm xúc kinh ngạc Di chân lại bổ sung một câu. Huyết tự kế tiếp các ngươi phải chú ý, nhà trò khẳng định đã xảy ra một cái biến hóa nào đó. Sau này bất luận là chuyện gì phát sinh, cho dù là biến hóa nhỏ nhất cũng phải nói cho ta, biết không? Lúc này, Nghiêm Lan và Tịch Nguyệt đang ở phòng bếp ăn điểm tâm. Bất quá, không vị của hai người không tốt lắm. Nghiêm Lan vội vàng gấp cho Tịch Nguyệt một cái bánh bao. Tịch Nguyệt, ăn nhiều một chút. Em cũng phải suy nghĩ cho hại tử nữa. Ừ, được. Tốt rồi, đừng khẩn trương như vậy. Tóm lại anh suy nghĩ rồi. Chuyện của chúng ta giết chết Vương Thiệu Kiệt không thể nói cho chủ hộ. Bạn không bọn họ rất có thể sẽ giết chúng ta với tư cách là sinh lộ. Bọn hắn sẽ giết chúng ta sao? Tịch Nguyệt đang uống một chén cháo, nghe đến đo thiếu chút nữa làm rơi chén. Ừ, có khả năng nhưng chủ hộ kia gặp phải quá nhiều nguy cơ sinh tử. Lý trí sụp đổ cũng là chuyện bình thường. Thịt Nguyệt chống tay xuống mặt bàn, nước mắt im lặng chảy xuống. Phương Thiệu Kiệt, hắn làm quỷ cũng không buông tha cho chúng ta sao? Móng tay của thịt Nguyệt không ngừng cào cấu mặt bàn. Trong nội tâm, ngoại trừ sợ hãi còn lại là phẫn nộ. Hắn có tư cách gì tới tìm chúng ta báo thù chứ? Dưới ánh nắng mặt trời Đôi mắt nghiêm lan đã thăm quặn lại Hai người cả đêm qua cơ hồ không ngủ Dù sao ở nơi này cũng nguy hiểm Không bằng cứ ở trong nhà Hai người ngồi trên ghế salon Cầm dao thức trắng đêm qua Cũng may Tôi qua không phát sinh bất cứ chuyện gì Chúng ta tạm thời vẫn nên cách xa di chân một chút Tịch Nguyệt nói Không thể để nàng cũng bị cuốn vào chuyện này Tiếp cận gần chúng ta 100 mét Nạn sẽ nguy hiểm mất Đúng vậy Nghiêm lan gật đầu Di chân mệnh nàng ấy cũng thật khổ Giữa trưa Di chân chuẩn bị cơm Thì chuông cửa đột ngột vang lên Nàng vội vàng chạy tới mở cửa Đứng bên ngoài chính là Lý Ẩn Học trưởng Di chân nhất thời ngay dài Hơn nửa ngày mới kịp phản ứng Học trưởng, làm sao ngươi biết ta chuyển đến nơi này? Tâm hồ nói cho ta biết. Lý ẩn mỉm cười. Như thế nào, không mời ta vào sao? À, mời vào. Di chân đứng nép sang một bên, nhường chỗ cho Lý ẩn bước vào, sau đó đóng cửa lại. Lý ẩn vừa vào cửa đột nhiên phát hiện trên bàn có đặt cuốn sách, viên đạn bay qua. Hằng đi tới cầm lên nói. Người đang đọc sách của ta Ân ừ, đúng phải học trưởng Nội dung rất không tồi Di chân lúc này cầm hai cái chén duy nhất trong nhà đặt lên bàn Mớ bình trà, đổ lá trà vào cốc Cuối cùng sót nước ấm vào Hai người ngồi xuống Di chân đưa cho Lý ẩn chén trà Trà thơm theo nhiệt khí bay lên Thấm vào ruột gan Rồi lại khuếch tán ra khắp phòng Hai người nhất thời trở nên trầm mặt Di Trần có chút hưởng thụ không khí lúc này Nàng nhìn gương mặt Lý Dẫn Cảm giác chỉ ngồi ngắm Lý Dẫn như vậy thôi Đã là rất hạnh phúc Nhưng không biết sao Nàng có cảm giác Lý Dẫn trước mắt có chút khang khác Không giống với lúc trước Nhưng không giống ở đâu Nàng lại không nói nên lời Bất quá Di Trần không suy nghĩ nhiều Cái này nhất định là ảo giác Đúng, nhất định là ảo giác xin phép nghỉ nghiêm lan cầm điện thoại nói chuyện với tổ trưởng ừ đúng vậy là tổ trưởng vợ ta mấy ngày nay có chút không thoải mái cho nên ta muốn ở nhà chăm sóc nàng giấy xin nghỉ phép chính thức ta đã gửi trong email thật xin lỗi ta thật sự không đi được thì ra là thế cũng là điều nên làm tổ trưởng tổ phát triển gật đầu nói nghiêm lan à Tuy nói như thế nhưng mà đừng nghĩ quá dài. Bây giờ thú hồn đại lục đang là người phụ trách chủ yếu đó. Cảm ơn tổ trưởng. Ngày 24 ta sẽ đi làm đúng giờ. Nếu như lúc đó hắn vẫn còn sống. Nghiêm làng cướp điện thoại, nhìn thế tử thần sắc tái nhật bên cạnh, vội vàng đi đến mái đun nước, rót một chén nước đưa cho nàng khẩn trương hỏi. Em có chịu được không, tịch nguyệt? ân ừ. tịch nguẹt uống nước xong nhẹ gật đầu, nàng vương tài ôm lấy nghiêm làng, tựa đầu trên vai hắn, nói Vì con của chúng ta, em nhất định phải kiên cường chống đỡ, đứa bé này nhất định không được phép có chuyện gì Là người cũng được, là quỷ cũng tốt, không một ai được phép làm tổn thương đến nó Đối với đôi vợ chồng này, thời gian kế tiếp có thể nói là một ngày dài bằng một năm cùng lúc đó bên ngoài khu nhà bọn hắn không xa trên một sân thượng lê đốt quân phong dục hiển đang đứng đó lê đốt dùng kính viễn vọng nhìn lén đôi phu phụ vụ kia bọn hắn đang ở nhà lê đốt buông kính xuống nói khá tốt phong dục hiển người qua đây làm gì khoảng cách này tuy hơn một trăm mét nhưng mà vẫn không có gì bộ dạng phong dục hiển phi thường lạnh nhạt trên tay hắn cũng cầm một cái kính viễn vọng quan sát nghiêm lan cung thiên tịch nguyệt không khỏi nói bộ dạng bọn hắn thoạt nhìn rất nồng ấm đây này, này lê đốt dụi dụi con mắt phong dục hiển người cảm thấy thế nào tạ phong dục hiển không có bao nhiêu phản ứng cam kính viễn vọng nói mặc kệ như thế nào ta cứ cho rằng yên lặng theo dõi kỳ biến thì hơn. Đồng thời tốt nhất không nên ở cố định một điểm, mà nên tới nơi công cộng nào đó có nhiều người hoạt động sẽ thích hợp hơn. Làm thế cũng không phải là an toàn, mà để tăng thêm chút dũng khí. Ta cho rằng điều này không nhất định à. Lê Đốt đưa cái nhìn của hắn. Người phải biết, nếu đôi vợ chồng này muốn chạy khỏi chúng ta, ở nơi nhiều người sẽ dễ dàng đạo tẩu. Hơn nữa dòng người quá lớn có thể làm chúng ta bị tách ra. Một khi rời khỏi bọn hắn quá 100 mét, chúng ta sẽ chết không có chỗ chuồn. Phong dục hiện nghe thấy thế cũng long vào trầm tư. Hai người trong khoảng thời gian ngắn không nói thêm lời nào. Tuy khoảng cách ngoài 100 mét, nhưng tính nguy hiểm vẫn còn. Lê Đúc lần này chấp hành huyết từ chỉ thị trong nội tâm bất an cực độ. Nhưng xác định vị trí của hai người kia là một chuyện rất quan trọng gọi điện thoại không thông gọi di động thì tắt máy tự nhiên đành phải tự mình tới nơi này quan sát vị trí của hai người kia lỡ mai hai người đó rời khỏi nhà mà tới nơi khác không biết được vị trí hậu quả thực sự là không thể nào chịu nổi cũng may trước mắt hai người vẫn đang ở trong nhà điều này làm hắn an tâm không ít phòng dục hiển Lê Đốt nghĩ ngợi dứt khoát nói. Người nên xuống dưới, lỗ bọn hắn có ra ngoài, người liền bám theo, vô luận thế nào tuyệt đối không thể để bọn hắn thoát được. Tất nhiên, bất qua hiện tại bọn hắn có vẻ không có ý định ra khỏi nhà. Nhưng ngay lúc này, Nghiêm Lan và Tịch Nguyệt thế mà song song chuẩn bị rời khỏi nhà. Điều này không khỏi làm cho Lê Đốt sửng sốt hắn lập tức dùng phong dục hiển xuống lầu ngay. Người xuống lầu ngay đi, ta xem hướng đi của bọn hắn sẽ thông báo qua di động cho người. Phong dục hiện phản ứng thật nhanh, nghe lời đốt nói như vậy, liền bật dậy chạy đi. Cùng lúc đó, trong nhà trọ, phòng 404. Xác định, cần phải đuổi kịp bọn hắn, trước mắt gọi di động không liên lạc được. Ừ, đúng. Bất luận thế nào không được để mất dấu Dập máy Người cầm điện thoại đúng là Lý Ẩn Sự tình không ổn sao Người đối diện với Lý Ẩn Là tử dạ Nàng cao mài hỏi Không sao chứ Huyết tự chỉ thấy lúc này đây không thể làm bạn bên cạnh Em cũng không biết nên làm những gì nữa Ngay cả cho anh một vài kiến nghị Cũng không được Em đừng phiền lòng Lý Ẩn trấn ngang cảm xúc Của tử dạ trong nội tâm cũng thầm suy nghĩ Sao không có chuyện chứ Thời gian còn chưa tới Ai cũng không dám tiếp cận hai người đó Giai đoạn hiện tại nhà trọ sẽ không đưa ra nhắc nhở sinh lộ Hơn nữa khả năng bị quỷ hộn giết chết Cũng tương đối cao Hiện tại cần nắm được hướng đi rõ ràng Của hai người đó Hôm sau đã là ngày 23 Phải đi theo bên người của bọn hắn Nghiêm làng và tịch nguyệt rời khỏi nhà Đứng bên ngoài đường cái nghe cho kỹ tịch nguyệt nghiêm lang hắn giọng nói anh đã cân nhắc rồi chúng ta sẽ đi tới bệnh viện chính thiền em bây giờ đang có màn rất dễ xảy ra chuyện nếu chúng ta tới bệnh viện nếu có chuyện gì cũng có thể cấp cứu tức thời hơn nữa lý dẫn là con trai của viện trưởng nếu chúng ta liên lạc với hắn hắn nhất định có thể giúp đỡ chúng ta cũng đúng tịch nguyệt suy nghĩ cũng đồng ý với ý kiến này như vậy tới tới phụ khoa sản đi. Nhưng mà phụ khoa sản nằm ở tầng 4. Bệnh viện chính thiên diện tích lớn. Nếu như Lý ẩn ra mặt, có lẽ có thể sắp xếp cho chúng ta một giường bệnh ở tầng 1. Nói ngắn lại, đến đó rồi tính tiếp. Hiện tại chúng ta cần liên lạc được với Lý ẩn mới được. Hai người gọi một chiếc taxi, lên xe mới bắt đầu liên hệ với Lý ẩn. Trong nhà trọ, điện thoại của Lý ẩn vang lên. Hắn lập tức nhận điện thoại, thanh âm của nghiêm lan vang lên lý ẩn sao người là ta là nghiêm lan lý ẩn xin người hãy lắng nghe những lời kế tiếp là thỉnh cầu cả đời của ta đối với người xin nhờ người giúp đỡ xin người nghĩ biện pháp liên lạc với phụ thân người để hắn ở bệnh viện chính thiền sắp xếp cho tịch nguyệt một giường bệnh tại tầng một thân thể của tịch nguyệt gần đây không tốt ta hy vọng có thể chờ sanh nó đó Tuy dự tính ngày sinh là tháng 1 năm sau, nhưng mà ta rất lo lắng. Lý Ẩn thật sự không ngờ, Nghiêm Lan lại chủ động liên hệ với mình. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của hắn. Ta biết rồi, ngươi tới bệnh viện trước đi, chuyện đó ta sẽ sắp xếp. Tốt, cứ như vậy. Lầu 1 Lý Ẩn rất chú ý với từ này, vì cái gì nhất định phải ở tại lầu 1 sẽ không sai đâu. Lý ẩn lập tức đưa ra kết luận. Bên người vợ chồng bọn họ đã xuất hiện hiện tượng linh dị rồi. Tứ già ở bên cạnh nghe được mọi chuyện, thầy đã xác nhận được hành tung của hai người. Nàng nói, như vậy phải mau lên. Lý ẩn. bọn họ nếu xác định muốn ở lại bệnh viện chính thiên, vậy thì không sao rồi. Ừ, Lý ẩn trả lời nàng sau đó suy nghĩ xem mình có quen biết bác sĩ nào ở khoa phụ sản hay không. Cuối cùng, dứt khoát gọi điện thoại cho phụ thân. Phân viện trưởng Bệnh viện Chính Thiên Lý Dung đang xem xét các hạng mục cần thiết để xây dựng phân viện. Trước mắt có được khoản tiền do biện phu nhân lần trước cung cấp, hoàn toàn đủ tài chính để mở rộng thành lập phân viện. Mà Lý Dẫn tự hồ vì điều này càng thêm lạnh nhạt với hắn. Lý Dung đặt sắp phân bản xuống bàn, tư người vào thành ghế. Lần trước hắn nói chuyện trong huyệt động tại khu rừng số 6, tìm thấy bộ hài cốt kia. Về sau đã mang đi giám định DNA. Phí không ít quan hệ mới tìm được bụi muội của bộ Mỹ Linh, bộ Phi Linh. Ở trong nhà nàng, lấy một ít tóc, mang về giám định DNA. Quả nhiên, xác nhận có quan hệ huyết thống. Nói cách khác, bộ hài cốt kia chính là bộ Mỹ Linh. Đối với hắn, việc cấp bách hiện tại chính là tìm ra con gái của bồ Mỹ Linh, bồ Thâm Phủ, cùng với nhà trọ thần bí kia. Hắn phải biết rõ thủ phạm nào đã gây nên cái chết của Doanh Thanh Ly. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn đột ngột vang lên. Lý Dung cầm lên xem, người gọi tới là Lý Dẫn. Hắn lập tức nhận cuộc gọi. Tiểu ẩn. Chà, có chuyện cần cha giúp đỡ bạn trong lớp đại học của con tới bệnh viện. Sau khi Lý Hận nói xong, Lý Dung đáp. Biết rồi, điểm nho ấy cha sẽ ăn bài. Nhất định phải ở tại lầu 1 sao? Đúng vậy. Cha có thể điều mấy bác sĩ phụ sản đi được không? Bọn họ đều là bạn bè rất quan trọng của con. Con cũng khó được một lần cầu ta. Dù gì bệnh viện này ngày sau cũng là của con. Tùy con đi, ta an bài theo là được. kế tiếp, lý dung gọi điện tới khoa phụ sản, an bài bác sĩ và phòng bệnh, bảo cho bọn họ chút nữa sẽ có một đôi vợ chồng tới đăng ký, lập tức an bài tới một phòng tại tầng một, đồng thời điều bác sĩ hạng nhất của khoa tới đó chăm sóc. đại khái hơn mười phút sau, nghiêm lan và tịch nguyện đã đến bệnh viện chính thiên, không thể không cảm thán, viên trưởng tự mình hạ lệnh quả nhiên không ai dám sơ sài đặc biệt dọn ra một căn phòng riêng ở lầu 1, lại thêm tự thân chủ nhiệm khoa phụ sản xem bệnh cho tịch nguyệt. Chủ nhiệm khoa phụ sản kiểm tra cho tịch nguyệt một chút, thu lại ống nghe, nói Thầy phụ có chút mệt mỏi, ngươi làm trưởng phu thế nào vậy? Sao đây để cho thầy phụ mệt nhọc như vậy? Tịch nguyệt lúc này đích xác có chút mệt mỏi, dù sao đêm qua nàng gần như chẳng ngủ được chút nào. Nàng hiện tại nằm trên giường, mí mắt đã muốn sập xuống. Em ngủ một hồi đi tịch nguyệt. Nghiêm Lan giúp nàng đắp chăn, ân cần nói. Ngày mai chúng ta sẽ có một trận đánh ác liệt, vô luận thế nào phải hảo hảo dưỡng đủ tinh thần. Chỉ cần qua được ngày mai là bọn hắn có thể sống sót, dù gì bọn hắn cũng không phải là chủ hộ, chỉ cần sống qua lần huyết tự này, về sau sẽ không bao giờ gặp phải ác mộng như thế này nữa bác sĩ dặn dò vợ chồng có chuyện gì thì ấn chuông sau đó đi ra ngoài trong phòng chỉ còn lại vợ chồng hai người nghiêm lan anh ra cạnh em em cứ an tâm ngủ đi nghiêm lan ân cần an ủi vô luận như thế nào chúng ta đều phải chống đỡ vì con của chúng ta lúc này nghiêm lan ngược lại không hề cảm thấy sợ hãi bị bước đến bước này còn gì để mất nữa chứ vì tịch nguyệt và hài tử chuyện gì hắn cũng làm được Nếu không Lúc trước cũng sẽ không vì tịch nguyệt Mà giết chết Phương Thiệu Kiệt Hắn từng phát thể với tịch nguyệt Sẽ yêu nàng từ quá khứ Hiện tại cho tới vĩnh hằng Để bảo vệ tịch nguyệt cùng hài tử Cái gì hắn cũng làm được Những năm gần đây Vì để tịch nguyệt có thể sống những ngày tốt lành Nghiêm làng thay đổi tính cách nhu nhược của mình Tranh đấu mãi mới có được như hiện tại Có tiền mua nhà lớn Mua xe hơi để tịch nguyệt sinh hoạt trong đầy đủ Không cần ở trong một căn hộ chật hẹp Cũng không còn lo lắng làm việc nhà Mà làm bàn tay trở nên thô ráp Tịch Nguyệt thật sự rất mệt Sau khi nằm xuống không bao lâu Nàng đã chìm vào mộng đẹp Nghiêm Lan cầm chặt tay nàng Nhìn cái bụng phình lên Nhẹ nói Thật xin lỗi Hại tử Bà bà Thủy chung chỉ có thể làm được tới bước này Hy vọng con có thể bình an vượt qua kiếp nạn Đột nhiên nghiêm làng cảm giác trái tim lạnh lẽo Không gian xung quanh phản phất yên tĩnh quá mức Hắn cảm giác ở rất gần mình có một thứ gì cực kỳ khủng bố tồn tại Đó là cái gì? Đến tột cùng là cái gì chứ? Hắn khẩn trương nhìn xung quanh quá quá cái gì cũng không nghe được, không thấy được Trong phòng bệnh yên tĩnh tới mức thần kỳ gần như chẳng hề có chút thanh năm nào tồn tại nghiêm lan không dám thở mạnh quan sát từng động tỉnh trong phòng cùng một thời gian lý ẩn chạy tới bệnh viện chính thiên băng qua bệnh viện chính thiên rất rộng lớn muốn tìm ra bọn họ cũng cần chút thời gian đương nhiên lý ẩn không dám tới gần hai người họ quá mức đi vào bên trong tòa nhà y tế hắn muốn hỏi thăm một chút lại rất kinh ngạc phát hiện khu vực tiếp tân không có một bóng người. Ngay cả hành lang cũng trống rỗng, yên tĩnh giống như ngoài nghĩa địa. Lý ẩn chào mại, hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này đến cùng là sao đây? Bỗng nhiên, ánh mắt hắn chú ý tới phía cuối hành lang là cánh cửa thông tới cầu thang bộ. Nơi đó dẫn tới đâu chứ? Đột nhiên Lý ẩn đổi sắc mặt, bước chân không khỏi lui về sau hắn cảm thấy một hồi cảm giác rất khủng bố màn đêm từng bước một buông xuống trong công viên thanh điện khu bạch nghiêm di chân chậm rãi bước lên một núi nhỏ nhìn lý Ẩn đang đứng trước mặt chuyện sáng hôm nay hắn tới tìm nên vẫn còn rõ mồn mộ một trước mắt di thiên đem chuyện về nhà trọ nói cho ngươi biết sao Di chân khi nhìn thấy Lý Ẩn phát hiện cuốn sách trên bàn, liền đưa ra vấn đề nàng băn khoăn. Bút danh cuốn sách này là 10 lần huyết tự. Ta không cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp. Lúc ấy, Lý Ẩn nghe được câu này giống như bị điện giật, kinh ngạc không thôi nhìn về phía Di chân. Sau đó hỏi, Người biết chuyện về nhà trọ sao? Người và Di Thiên cũng biết tới sự tồn tại của nhà trọ chấp hành 10 lần huyết tự mới có thể rời đi. Di Trần kết thúc nhớ lại, nên nhìn Lý Dận ở phía trước dừng bước, sau đó quay đầu lại nói với nàng. Tại đây, được rồi, bất quá người đã chuẩn bị tốt tâm lý chưa? Từ hôm nay trở đi, người chính là một người đã chết. Lý Dận lấy ra hai chiếc điện thoại, đưa một cái cho Di Trần nói. Điện thoại di động của người đưa cho ta. Sim cũng vứt đi Điện thoại này người trước hết cầm lấy mà dùng Về sau người đoạn tuyệt liên lạc với tất cả mọi người Mặt khác Ta sẽ dùng số điện thoại mới gọi cho người Số điện thoại là Lý Ẩn nói xong khẩn trương hỏi Ta hỏi lại một lần Người thật sự quyết định sao Ơn ừ. Di chân gật đầu rất hữu lực Thời điểm nàng biết Lý Ẩn cũng tiến vào nhà trọ Nàng quả thật không thể tin nổi tạo hóa sao có thể trêu người tới vậy nhưng sự tình đã đi tới bước này nàng chỉ có thể tiếp nhận mà thôi sau đó nàng và lý ẩn thương lượng quyết định để chính mình chết đi làm vậy bất luận là tâm hồ hay là thượng quan miên thầm Vũ đều coi nàng như không còn tồn tại nàng sẽ làm như nguyện rủa của mình phát tác thượng quan miên đã từng nhìn thấy lực lượng nguyện rủa đáng sợ đó như vậy, chuyện này triệt để biến mất cũng chẳng phải là chuyện kỳ quái. Nàng sẽ dùng thân phận người chết để tiếp tục sống sót.